À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Cô xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đến với văn mẫu lớp 6 đề 1 tìm 5 đến 6 hình ảnh về quê hương Việt Nam trên internet hoặc sách báo để làm một tập ảnh về quê hương, đất nước hoặc nơi em đang sống. Viết đoạn văn để giới thiệu về tập ảnh đó với người xem. Mời các em đi vào bài mẫu số 1. Trên dải đất cong cong hình chữ S này có biết bao xanh lam thắng cảnh hội tụ để cất lên câu hát yêu thương, để suy tưởng nguồn cội, để gợi nhớ tuổi thơ êm đềm. Tọa giữa thủ đô nước Việt Nam là hình ảnh Hồ Gươm tôn kính với sự tích chống giặc Minh lừng lẫy của nhân dân Đại Việt. Ngược lên phía rẻo cao của đất nước, thu vào tầm mắt ta là bao la của đồi chè hùng vĩ của núi rừng và bật với núi. Mây núi Sapa đang phủ bao nhiều cánh ruộng bậc thang mềm mại. Những cánh đồng lúa chín vàng ươm như tấm thảm vàng được dệt giữa nền trời xanh biếc và là biểu tượng cho sự cần cù của người Việt trong cuộc công cuộc lao động sản xuất, cùng tự hào là nước đứng thứ hai trên thế giới về xuất khẩu nông sản lúa gạo. Chạy dọc theo dải đất cong cong của miền Trung, ta sẽ bắt gặp một Đà Nẵng trong lành, đáng sống với những bãi biển xanh trong, giàu tiềm năng du lịch. Trở xuống miền Tây Nam Bộ trù phú, ta bắt gặp những đóa sen thơm nổi lên giữa cánh đồng Tháp Mười và nhớ lại câu thơ Tháp Mười đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ. Từ vùng núi đến đồng bằng, từ rừng xanh đến biển thẳm đều là khung cảnh say đắm lòng người, cùng đến và cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên, con người Việt Nam. Mời các em đi vào bài văn mẫu số 2. Tôi đã có dịp được xem một bộ ảnh về những cảnh đẹp nổi tiếng của Việt Nam. Bộ ảnh được bắt đầu bằng những bức ảnh về ruộng bậc thang ở mù Cang Chải. Tiếp theo là những bức ảnh ở Hồ Gươm trong một chiều thu thơ mộng. Ngược về miền Trung, ngoài những bãi biển nổi tiếng, bức ảnh chụp Cầu Vàng và Đà Nẵng khiến cho tôi cảm thấy ấn tượng nhất. Bộ ảnh kết thúc với bức ảnh khu chợ nổi ở miền Tây Nam Bộ đã cho thấy một nét sinh hoạt độc đáo của người. Con người nơi đây, từ vùng đồi núi đến miền biển hay đồng bằng, ở đâu trên đất nước cũng đều là khung cảnh đẹp đẽ. Tôi yêu biết bao đất nước đẹp tươi này. Mời các em đi đến bài mẫu số 3. Đất nước Việt Nam có rất nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Đầu tiên là vẻ đẹp hùng vĩ của rừng núi Tây Bắc với nhiều thảm ruộng bậc thang. Tiếp theo là Hồ Gươm với tháp rùa cổ kính, cầu Thê Hốc cong cong giữa lòng thủ đô Hà Nội. Xuôi về với miền Trung, hình ảnh bãi biển Mỹ Khê của Đà Nẵng trong hoàng hôn mới đẹp làm sao. Đến với miền Tây Nam Bộ, chúng ta sẽ cảm thấy ấn tượng với những miệt vườn rộng lớn đầy hoa thơm trái ngọt. Cuối cùng là những cánh rừng thực mặn còn nguyên vẹn vẻ hoang sơ của mảnh đất cực Nam Tổ quốc. Nơi nào cũng mang một vẻ đẹp riêng khiến con người phải yêu mến, say mê. Mời các em đi vào bài văn mẫu số 4. Mảnh đất Việt Nam đã được thiên nhiên ưu ái ban tặng nhiều cảnh đẹp. Một vùng núi Tây Bắc hùng vĩ với nhiều ruộng bậc thang mùa lúa chín vàng. Ngược về với miền Trung, bãi biển Nhật Lệ ở Quảng Bình với nước biển trong xanh, bờ cát trải dài với vẻ đẹp hoang sơ thật mê đắm lòng người. Cuối cùng, chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ với những thuyền đầy ắp trái cây nông sản của miền Tây thật hấp dẫn khách du lịch khắp ba miền Bắc, Trung và Nam, nơi đâu cũng có những địa điểm thu hút và hấp dẫn. Mời các em đi đến với bài văn mẫu số 5. Việt Nam có rất nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Tôi đã có dịp được xem bộ ảnh về những địa điểm du lịch nổi tiếng theo dọc miền đất nước. Mở đầu bộ ảnh là thiên nhiên vùng núi Tây Bắc hùng vĩ, trở về với thủ đô ngàn năm văn hiến là bức ảnh về tháp rùa cổ kính, lăng Bác trang nghiêm và những con đường có 12 mùa. Về vùng duyên hải miền Trung, những bãi biển rộng lớn thơ mộng gợi cho tôi thật nhiều cảm xúc. Đến với miền Tây Nam Bộ sẽ có bức ảnh về miệt vườn rộng lớn, sông nước mênh mông và cảnh rừng ngập mặn. Bộ ảnh đã cho thấy những vẻ đẹp đặc trưng nhất của ba miền đất nước. Như vậy cô vừa kết thúc 5 bài văn mẫu. Tạm biệt, hẹn gặp lại các em ở bài văn mẫu tiếp theo. Khóa học về rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.